Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đang có mặt ở thành phố Hà Nội và ghi hình cái công tác chuẩn bị cho lễ hội sinh vật cảnh thủ đô 2022. Chào mừng Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ 2 2022 quý vị nhé. Thì triển lãm được tổ chức ở đường đua F1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Thời gian tổ chức dự kiến từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 24 tháng 12 quý vị nhé. Và nhận cây bắt đầu từ hôm nay, ngày 9 tháng 12. Thì rất nhiều tác phẩm quý đã về đây tham dự rồi quý vị nhé. Thế và Bonsai Đức Huy đặc biệt ấn tượng bởi vì bộ ba thì rất nhiều. Nhưng mà lần đầu tiên tại triển lãm thủ đô có một bộ bộ tứ xanh quý của anh Hùng ở Linh Giang, Hải Dương quý vị nhé. Bonsai Đức Huy đang tiến lại gần một bộ bộ tứ của anh Hùng quý vị nhé. Thì đây là một cái bộ lần đầu tiên có một cái bộ tứ quý này. Mà bộ tứ này cũng là lần đầu tiên tham dự triển lãm quý vị nhé. Anh ấy, em chào anh hai anh Hùng. Xin chào. Chào. Vâng. Đây là anh Hùng trưởng ban tổ chức này. Anh Hùng Siếc này. Và đây là chủ nhân của bộ tứ là anh Hùng Linh Giang. Em chào hai anh nhé. Chào Đức Huy. Vâng. Đây quý vị này, anh Hùng Linh Giang. Anh có muốn chia sẻ một chút gì về cho quý vị yêu cây cả nước không? Cũng đợt triển lãm lần này thì rất là anh Hùng Siết, anh có mời mang cây mấy cây đi chơi thì rất là tôn trọng anh ấy. Cái cây của mình cũng gần như rất là ít mang đi chơi. Vâng ạ. Thì lần này thưa anh Hùng ngồi thì anh em rất là quý nhau. Vâng ạ. Tôi mang đi chơi một tí anh Hùng ấy. Vâng. Dạ vâng. Tuyệt vời. Festival này á thì thủ đô Hà Nội sẽ có nhiều những tác phẩm mới và đẹp để ra mắt với cả nhân dân thủ đô cũng như là với cả toàn thể anh em yêu cây của cả nước. Vâng ạ. Với những tác phẩm của Linh Giang ngày hôm nay của đồng chí Hùng á thì cũng là lần đầu tiên xuất hiện tại của triển lãm lớn này. Thế thì đây cũng là một cái mà ban tổ chức của lễ hội sinh vật cảnh thủ đô ghi nhận những cái sự tích cực cũng như là nhiệt huyết của anh em đã mang tác phẩm lên. Và trong cái cuộc triển lãm này thì tôi nghĩ rằng là bốn tác phẩm này cũng là một trong những tác phẩm xuất sắc của Festival. Ở đây có những cái tác phẩm này, ví dụ như là Tụ Lộc Phát Tài này. Đây là một cây xanh quê nhưng mà phải nói về độ già thì rất già. Và đây là một cây cổ. Cái trường phái này thì gần như mà nói là gần như bây giờ là một mai một đi rất nhiều. Dạ. Thế nhưng mà được cái là anh Hùng anh vẫn cứ duy trì được tác phẩm như thế này. Đây là một điều hiếm có. Hay là ví dụ như tác phẩm Tuyết Mộc Trường Xuân cũng là một tác phẩm cực đẹp, trên quê cực đẹp mà nó già thì nói về đầu già thì nó già lắm rồi. Vâng. Bởi vì ra thì mốc meo sần sùi ôm chặt vào trong cục một trong những tảng đá. Như vậy là cái cây này nó là một cái cây rất lâu năm mà tôi nghĩ rằng là ở những tác phẩm này thì nó là một tác phẩm độc đáo của Festival lần này. Bên đây nữa là có các tác phẩm Thạch Thụ Huyền Chi. Thạch Thụ Huyền Chi quý vị nhé. Nghe cái tên đã thấy thích rồi, bởi vì cây này là một cây cổ già mà ôm đá, có thành huyền đảo địa. Vâng ạ. Vậy là cái cây này nó là một trong những tác phẩm rất nghệ thuật, cây bọc trong đá tâm thủy. Vâng ạ. Đây từng cái tác phẩm để hợp thành bộ tứ quý vị nhé. Và cái cây nào của anh cũng rất là giá trị và rất dài. Và cái phải nữa là có một cây là cây Tam Đa Kỳ Thụ. Tam Đa Kỳ Thụ. Tam Đa Kỳ Thụ là một cái vâng. Cây mà dáng cổ. Vâng ạ. Về độ sắp xếp bông tán thì phải nói là tuyệt đẹp. Có điều là qua thời gian mà cũng vội như triển lãm này thì ra là chủ nhân chưa làm kỹ về dăm. Nhưng mà đó là một tác phẩm rất đẹp. Vâng. Ghi nhận của ban tổ chức lễ hội là thấy rằng là bốn tác phẩm này là trong những tác phẩm xuất sắc của lễ hội. Dạ vâng. Và bắt đầu từ ngày mai rồi còn rất nhiều những tác phẩm xuất sắc nữa sẽ vâng. Đến với cả
lễ hội sinh vật cảnh thủ đô. Xin cảm ơn Đức Huy. Vâng, em xin cảm ơn anh, cảm ơn anh, hai anh Hùng nhé. Okay. Một anh Hùng trưởng ban tổ chức và một anh Hùng chủ những bộ tứ quý này. Cảm ơn hai anh có những đôi lời chia sẻ gửi tới quý vị. Và sau đây Huy sẽ đi vùng quanh để chia sẻ kỹ hơn cho quý vị ngắm từng tác phẩm quý vị nhé. Quý vị từng tác phẩm hợp thành bộ tứ. Mỗi tác phẩm là một cái nét nghệ thuật độc đáo riêng. Và quý vị sẽ chiêm ngưỡng. Lần đầu tiên ở triển lãm quý vị ạ, có hai anh Song Hùng, anh đều tên Hùng. Ê, hai anh lần đầu tiên gặp gỡ thì các anh đứng đây nhìn đây, em chưa ghi lại kiểu ảnh cho làm kỷ niệm các anh. Vừa các anh đang chụp ảnh và đứng tại bộ tứ này. Và các anh nhìn đây cho em nhá. À, 1, 2, 3. Rồi xong rồi anh ạ. Cảm ơn hai anh. Quá đẹp. Quý vị đến chiêm ngưỡng bộ tứ quý này. Thì quý vị nghe bộ tứ thì thường nghe những cái bộ tứ xanh chi đa đề. Nhưng mà lần đầu tiên có một bộ xanh xanh quý. Mà bộ ba thì rất nhiều quý vị nhé, nhưng mà lần đầu tiên có một cái bộ tứ quý xanh cổ giá trị này. Từng tác phẩm cũng đứng độc lập, cũng là những cái tác phẩm rất là quý rồi, mà mỗi tác phẩm đấy lại hợp thành một cái bộ tứ thì quý vị mới cảm thấy là giá trị này. Đây là những cái cây xanh cổ rất rất già của anh Hùng tại Linh Giang. Anh cũng ít tham gia những cuộc triển lãm do bận công việc. Anh rất là ưu ái cho triển lãm của Hà Nội. Và anh đã đóng góp một bộ tứ gần như là cái tâm đắc nhất của anh. Vị chiêm ngưỡng đây là một cái cây xanh... Nhưng từng cái đường nét quý vị nhé, quý vị nhìn một cái cây xanh có những cái đường thân cực kỳ đặc biệt và mang một cái đường nét riêng, không giống một tác phẩm nào quý vị. Một cái thân hoành, thân hoành đặc biệt lắm quý vị. Đây vào quý vị à, sang đây thì quý vị nhìn thấy một cái thân một cái thân trực như là đường chuyển rất nghệ thuật quý vị nhé. Và cái đường thân đã méo hết quý vị nhé, đường thân gần như là méo sống trâu hết rồi, đường thân đường rễ như vậy mới thể hiện được tác phẩm rất là giả. Quý vị nhìn thấy này, thân hoành. Sa Đức Huy cũng đã có lần xuống được anh Hùng Linh Giang mời xuống thăm vườn và cũng đã chia sẻ những tác phẩm rồi. Nhưng tác phẩm ở một cuộc triển lãm lớn và ra một cái sân khấu lớn này thì mang một cái diện mạo khác hẳn so với ở vườn. Thì ra đây mọi người chiêm ngưỡng và mọi người sẽ có cái đánh giá tốt hơn. Thì qua chia sẻ của anh Hùng trưởng ban tổ chức, anh Hùng Siếc, thì quý vị cũng cảm nhận được anh Hùng Siếc cũng đánh giá những cái tác phẩm bộ tứ này là một trong những cái bộ cũng như tác phẩm đặc biệt xuất sắc ở triển lãm thủ đô 2022 quý vị nhé. Và quý vị chiêm ngưỡng một tác phẩm thứ hai, một cái cây xanh cổ bo đá, mà bo kín hết đá rồi và những cây rễ đã chun chảy rồi. Và quý vị nhìn cái đường thân gần như đổi gai hết rồi,
bốc trắng hết ra từng chi ra. Kính thưa quý vị, những tác phẩm, những bộ tranh quý lần đầu tiên tham dự triển lãm thì chắc hẳn quý vị sẽ được chiêm ngưỡng này, sẽ cảm thấy rất là thích thú, bởi vì những cái tác phẩm quý rất nhiều. Quý vị nếu đã biết rồi thì quý vị sẽ bớt một chút tò mò, nhưng mà những cái tác phẩm lần đầu tiên tham dự này thì chắc hẳn quý vị sẽ tò mò xem tác phẩm già như nào, quý như nào, đẹp như nào và chủ nhân là ai. Chắc hẳn là quý vị ai cũng sẽ tò mò như vậy. Chính vì vậy là Mosada Huy sẽ quay chi tiết cho quý vị để quý vị cảm nhận được từng tác phẩm trong bộ tứ này. Đây là mặt sau của tác phẩm quý vị nhé, mặt sau của từng tác phẩm. Bộ tứ được anh rất là trân trọng và đặt cho cái vị trí rất là đẹp quý vị nhé. Quý vị trở lại với mặt chính của tác phẩm. Thật sự là đứng trước những cái tác phẩm này thì Mosada Huy cũng có rất nhiều cảm xúc quý vị ạ. Cái cảm xúc đầu tiên là cái cảm xúc với cái đẹp, với những cái đẹp của nghệ thuật, của nghệ thuật cây cảnh quý vị ạ. Và cái cảm xúc thứ hai, thì Mosada Huy thấy chưa, gần như là chưa có cái bộ tứ nào trên trong nền cây cảnh Việt Nam. Bộ ba thì bộ ba quý rất nhiều, nhưng bộ tứ quý thì gần như là đây là cái bộ tứ đầu tiên. Thì chắc chắn là bộ tứ này sẽ gây một cái tiếng vang tại triển lãm thủ đô. Quý vị nghe một cái từ tứ quý thì quý vị sẽ nghe rất là thân thuộc phải không ạ? Bộ tứ quý. Những cái tên của tác phẩm cũng rất là ý nghĩa quý vị ạ, và hợp với tác phẩm. Tên rất là hay quý vị ạ. Thì cái tên tác phẩm thì gắn liền với tác phẩm và nó mộc mạc thân thương quý vị ạ. Thì sẽ đi theo năm tháng. Thì cây cảnh cũng vậy, và cây cảnh cũng cần phải quá cầu kỳ, bởi vì những cái tác phẩm này thể hiện những cái nét mộc mạc, những cái nét cổ, những cái nét thời gian. Thì các cụ, các ông cha ta thì ngày trước chơi cây, và cái cuộc sống quý vị rất là mộc mạc dân dã. Những tác phẩm, những tên tác phẩm phải toát ra những cái mộc mạc. Đây, Tuyết Mộc Trường Xuân.
rất hay quý vị. Thì kính thưa quý vị là cái tên tác phẩm thì bonsai đấy, quý vị có thời gian sẽ chia sẻ cho quý vị một cái clip. Hiện nay là cái trào lưu tên tác phẩm mà đặt nhiều tên là rất là vô lý và đặt không gắn liền với tác phẩm. Thì có thời gian thì bonsai đấy quý vị sẽ chia sẻ một cái clip về đặt tên tác phẩm. Sa Đức Huy thì không có trình độ nhưng mà mình sẽ cảm nhận theo những cái đơn sơ mộc mạc và qua những cái đời sống của mình. Và quý vị tập trung với mấy bốn bộ tứ này của anh Hùng quý vị nhé. Quý vị cảm nhận. Già khủng khiếp quý vị. Để quý vị có thể nhìn thấy cái màu đồng dễ đã như này nhỉ quý vị. Và màu đồng tận đầu cành quý vị nhá. Khủng khiếp thật. Đây. Như vậy thì mới hiểu được cái bộ tứ của anh Hùng nó giá trị như nào. Sa Đức Huy lùi lại để cho quý vị nhìn ngắm tổng thể bộ tứ một lần nữa quý vị nhé. Quý vị có thể nhìn thấy bộ tứ của anh Hùng đứng ra. Thì kính thưa quý vị, bác Sa Đức Huy vừa gửi tới quý vị một bộ tứ quý. Một bộ cây xanh quý, trong đó có 4 tác phẩm của anh Hùng Linh Giang Hải Dương quý vị nhé, tham gia triển lãm thủ đô 2022. Và Sa Đức Huy đến đây xin phép và tạm dừng video ở đây. Sa Đức Huy một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.